nhịp sống bận rộn và thói quen ăn uống thiếu cân đối đang tạo ra nhiều nguy cơ với sức khỏe người Việt. Theo báo cáo mới đây của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thuộc Bộ Y tế, 75% số trường hợp tử vong ở Việt Nam là do các bệnh không lây nhiễm. Trong đó, đứng đầu là các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư, loãng xương, gút. Yếu tố hàng đầu dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh lý này chính là chế độ dinh dưỡng bất hợp lý. Trong số đó là tình trạng ăn thiếu chất xơ và các thực phẩm sạch. Thưa quý vị, thời gian qua thì trào lưu sống xanh và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thực vật đang trở nên phổ biến tại Việt Nam. Trong đó, thực phẩm ngũ cốc dinh dưỡng được xem là một bí quyết chăm sóc gia đình hữu ích mà nhiều người tiêu dùng đang lựa chọn bởi những giá trị dinh dưỡng mang lại tới sức khỏe. Tuy nhiên, việc xuất hiện nhiều thương hiệu của loại thực phẩm này trên thị trường lại gây khó khăn cho người tiêu dùng. Làm thế nào để có thể lựa chọn được những sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng chất lượng, an toàn và liệu chúng ta có đang sử dụng đúng cách loại thực phẩm này hay không? Thì cùng bàn luận về chủ đề ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga, Giám đốc Trung tâm Khám tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Xin chào MC Ngọc Huyền và xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Và khách mời thứ hai có mặt trong chương trình ngày hôm nay đó chính là chị Ngô Thị Quỳnh, chủ cơ sở sản xuất ngũ cốc dinh dưỡng Quỳnh Phương, một trong những cơ sở sản xuất ngũ cốc dinh dưỡng được người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng. Chào tiến sĩ Phan Bích Nga, xin chào MC và chào toàn thể quý vị khán giả. Thưa chuyên gia, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thấy xuất hiện các con số báo động liên quan đến các bệnh lý như là bệnh tim mạch này, bệnh đái tháo đường và hầu như là đều xuất hiện từ việc là chúng ta có một cái chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình là về cái phương pháp nào để chúng ta có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý ạ? Để mà chúng ta có thể phòng và chúng ta có thể điều trị được những cái bệnh mãn tính đấy thì bây giờ chúng ta phải thay đổi hẳn cái cách thức ăn. Tức là thay vì là ăn một cái chế độ ăn mà nó quá nhiều năng lượng và nhiều đạm động vật như vậy. Đấy, cho nên bây giờ chúng ta phải ăn những cái chế độ ăn nó rất là đa dạng thực phẩm. Ví dụ như là một cái bữa ăn đấy thì cái khuyến nghị là tối thiểu là phải có 10 loại thực phẩm trong một cái bữa ăn đó, mà tốt ra thậm chí là trên 20 loại, trên 20 nhóm thực phẩm phối hợp trong một bữa ăn thì nó rất là tốt. Đấy, nó sẽ cung cấp rất là nhiều dưỡng chất. Thế và đồng thời là chúng ta nên điều chỉnh, ví dụ như là giảm bớt cái thành phần các cái chất bột đường trong khẩu phần đi và giảm bớt cái đạm động vật đi, phải tăng những cái đạm thực vật lên. Và những cái đạm thực vật đây rất là tốt là các loại đậu đỗ, nhất là những cái loại đậu đỗ mà lại còn nảy mầm nữa, hoặc là trong các cái loại hạt đấy, ví dụ như là hạt mắc ca hay là hạnh nhân hay là hạt óc chó các thứ, thì người ta thấy là nó rất nhiều những cái loại dầu chất béo nhưng mà lại là axit béo không no, nó tốt cho sức khỏe. Lối sống xanh gắn với việc lựa chọn dinh dưỡng sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên đang ngày một phổ biến ở Việt Nam và ưu tiên các loại ngũ cốc dinh dưỡng. Với thành phần chính gồm yến mạch, hạt sen, gạo lứt, hạnh nhân, hạt mắc ca, các loại đậu đỗ, ngũ cốc dinh dưỡng Quỳnh Phương là thức uống giàu chất xơ tự nhiên, chất chống oxy hóa và vitamin. Đặc biệt, nguồn gốc thực vật còn giúp sản phẩm này đem đến nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa người dùng. Đạm thực vật lành tính trong ngũ cốc dinh dưỡng Quỳnh Phương giúp người dùng có cảm giác no lâu nhưng rất nhẹ bụng, thuận tiện cho nhịp sống năng động hiện đại. Với đây cũng ngọt lắm, bình thường và nó nếu là ai uống bằng nếu là đường nhiều đường thì cái này cho là nhạt, nhưng mà uống ngay nếu mà như chúng tôi thì đấy là nó hợp lý hợp tình, vì là không ngọt quá thì đâm là cái tiêu hóa những cái người tiểu đường là không thích, mà nó có chất béo, mà cái này là nó là bột tự nhiên. Chúng tôi đã dùng được 7-8 tháng nay nhưng rất tốt. Chúng đã đi Nam mang đi nhiều nơi để bảo vệ sức khỏe, như thế có cái tuổi già như thế này. Thật ra thì mình cũng được sự chia sẻ của bạn bè trong cơ quan. Thì trong cái thời gian mà tìm hiểu về tất cả các ngũ cốc trên thị trường ấy, thì nhà mình cũng đã sử dụng khá là nhiều rồi. Nhưng mà không hợp với một số cơ địa trong những cái thành viên trong gia đình nhà mình. Thứ nhất là ở Quỳnh Phương ấy, thì ngũ cốc dinh dưỡng ấy thì là được làm lên bằng bởi tất cả những cái thành phẩm tự nhiên, từ những hạt nảy mầm, từ những cái hạt đậu, những cái hạt hạnh nhân, yến mạch, óc chó. Thì cái sản phẩm này đã và đang kết hợp được với lại sữa đặc. Tất cả thành viên trong gia đình nhà mình cũng đang sử dụng cái này là khá tốt, nên là mình rất tin tưởng. Ngũ cốc Quỳnh Phương còn cho ra đời dòng sản phẩm ngũ cốc lợi sữa Quỳnh Phương, giúp các mẹ có thể cải thiện lượng sữa mẹ và giúp sữa đạt được chất dinh dưỡng cao hơn. Cái thời điểm mà sau khi mình sinh xong bé được khoảng 2 tuần ấy thì mình bị mất sữa. Nó chính xác là cái lượng sữa của mình nó giảm hẳn đi rất là nhiều. Và sau đó thì mình có chia sẻ cái tình trạng của mình cho một người bạn. Và rất may mắn là bạn đấy có tư vấn cho mình sản phẩm ngũ cốc Quỳnh Phương. Trong 3 ngày đầu tiên mình sử dụng ngũ cốc Quỳnh Phương thì lượng sữa bắt đầu về và nhiều hơn. Bên cạnh đó thì cái sữa, chất lượng sữa rất là đặc. Và sau đó thì con mình có đủ sữa
không phải dùng sữa ngoài nữa. Và như Ngọc Huyền được biết là chị Quỳnh là chủ cơ sở sản xuất ngũ cốc dinh dưỡng Quỳnh Phương, và đây là một cái thương hiệu ngũ cốc mà được rất là nhiều người hiện nay tin tưởng và lựa chọn. Vậy thì chị có thể chia sẻ nhiều hơn về cái sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng Quỳnh Phương được không ạ? Dạ vâng ạ. Cái sản phẩm bột ngũ cốc Quỳnh Phương của chúng tôi hiện nay thì vẫn hoàn toàn từ tự nhiên. Đặc biệt trong cái quá trình chế biến thì chúng tôi đã tiến hành ngâm ủ nảy mầm một số các loại hạt đậu đỗ quê đấy, để làm gia tăng giá trị dinh dưỡng, sau đó sấy khô và kết hợp với một số các hạt dinh dưỡng nhập khẩu như hạt yến mạch hay là hạt chia hữu cơ của Úc, hạt maca hoặc hạt điều. Qua chế biến thì chúng tôi đã được cái thành phẩm bột ngũ cốc dạng siêu mịn. Đặc biệt cái sản phẩm bột ngũ cốc lợi sữa thì giúp cho các bà mẹ sau sinh có cái nguồn sữa dồi dào hơn và bổ sung dinh dưỡng và đạm thực vật đầy đủ hơn. Và qua chia sẻ vừa rồi của chị Quỳnh thì không biết là dưới góc nhìn của chuyên gia thì chuyên gia đánh giá như thế nào, là liệu thì chúng ta có nên ưu tiên sử dụng các cái sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng đã qua sơ chế hay là nên sử dụng các cái sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng nguyên chất ạ? Để mà có thể tiêu hóa được dễ dàng và hấp thu được hết các dưỡng chất ấy, thì phải nói một điều chắc chắn là nếu mà chúng ta sử dụng những cái loại sản phẩm mà đã qua gọi là được tán mịn, chắc chắn là sẽ hỗ trợ cho cái vấn đề hấp thu và vấn đề tiêu hóa rất là tốt. Bởi vì là người ta thấy là đối với cả các loại ngũ cốc ấy, thì nếu mà chúng ta dùng ở dạng nguyên hạt ấy, thì nó sẽ là một cái tương đối khó khăn cho cơ thể của chúng ta để mà tiêu hóa hấp thu. Trong khi đó nếu như mà chúng ta dùng ở dạng bột mà xay mịn rồi thì phải nói là đấy là một cái cách sử dụng rất là thông minh và rất là phù hợp, và đồng thời là sẽ hấp thu được hết tất cả những cái dưỡng chất quý giá ở trong những cái thành phần. Vậy thì liệu chuyên gia có thể đưa ra một số đánh giá về dòng sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng Quỳnh Phương được không ạ? Đầu tiên phải nói là đấy là một cái dòng sản phẩm tốt. Bởi vì sao? Thứ nhất là cái thành phần rất là đa dạng. Nó đáp ứng được cái chỉ tiêu là một cái bữa ăn phải trên 20 loại thực phẩm. Yeah, thì là cái đấy hoàn toàn là đáp ứng được. Và đồng thời là những cái thực phẩm mà được lựa chọn vào ở trong cái thành phần của cái để mà xay ra thành bột đấy thì nói là nó rất là đầy đủ. Bởi vì chúng ta vừa là có những thành phần cung cấp về tinh bột, thế rồi chúng ta lại có cả những cái thành phần cung cấp về các cái loại đạm. Đặc biệt ví dụ như là hạt óc chó, nó có cái thành phần cung cấp các cái axit béo, các cái omega 3 và các cái chất chống oxy hóa cao nhất so với cả các loại hạt khác nữa. Với chia sẻ vừa rồi của chuyên gia thì Ngọc Huyền tin chắc rằng là sản phẩm ngũ cốc Quỳnh Phương thì sẽ là một cái sản phẩm rất là an toàn đối với sức khỏe của mọi người. Và Ngọc Huyền có một câu hỏi muốn dành cho chị Quỳnh, là hiện nay chúng ta thấy là các cái sản phẩm ngũ cốc thì đến từ rất là nhiều thương hiệu. Vậy thì Ngọc Huyền có một thắc mắc là làm như thế nào mà ngũ cốc dinh dưỡng Quỳnh Phương lại có thể khẳng định được cái thương hiệu của mình ạ? Vâng ạ, đúng là trên thị trường hiện nay cũng có khá nhiều các loại bột ngũ cốc. Thế nhưng mà bột ngũ cốc Quỳnh Phương của chúng tôi thì là được chế biến từ một số các hạt nảy mầm đấy. Và trước hết để khẳng định thì để lấy được niềm tin của khách hàng về lâu dài thì cái chất lượng sản phẩm luôn luôn phải được chú trọng hàng đầu. Cái sản phẩm bột uống làm sao phải thật thơm ngon, dễ uống, vừa miệng, cái thành phần tỷ lệ thì cân đối đảm bảo. Và cái đặc biệt nữa là cái nguồn nguyên liệu đầu vào, rồi thì cái quá trình sản xuất chế biến phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Cảm ơn chị Quỳnh vì những chia sẻ vừa rồi. Và câu hỏi cuối cùng cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Ngọc Huyền muốn hỏi chuyên gia là chuyên gia có thể đưa ra một số cái lời khuyên đến với tất cả mọi người là khi mà chúng ta lựa chọn các cái sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng thì chúng ta nên lựa chọn sản phẩm như thế nào để có thể sử dụng an toàn và hiệu quả. Từ khi mà sử dụng các cái ngũ cốc dinh dưỡng ấy, thì đầu tiên phải nói là đấy là một cái loại thực phẩm mà chúng ta rất nên lựa chọn. Thứ nhất là chúng ta nên chọn những cái loại mà nó nhiều thành phần ở bên trong, chứ không nên chọn những cái loại mà nó chỉ có 1-2 thành phần. Thứ hai nữa là cái thành phần ấy thì nó nên là đủ để cung cấp được đầy đủ những cái ba cái thành tố quan trọng nhất. Nó nên có thành phần về gạo nhá, và đậu đỗ ở trong đấy. Và đậu đỗ chúng ta nên chọn những cái mà nó là đậu đỗ nảy mầm, và đồng thời là nên có những các loại hạt nữa. Các loại hạt ở đây sẽ vừa cung cấp protein, vừa cung cấp năng lượng, đồng thời là nó lại có cả chất béo. Đấy, và một cái yếu tố nữa đấy là những cái loại bột ngũ cốc này ấy, thì nên là những cái dạng mà
nó đã được xay nhuyễn và nó được sử dụng từ những cái sản phẩm mà tự nhiên. Cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ vừa rồi. Và Ngọc Huyền hy vọng rằng là với chia sẻ vừa rồi thì khán giả truyền hình sẽ có thêm những cái lựa chọn hoàn hảo cho mình và có được cái sự lựa chọn đúng đắn khi mà tìm mua các cái sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng. Và cũng như là chị Quỳnh thì sẽ có thêm cho mình những cái gợi ý tuyệt vời từ chuyên gia để có thể phát triển hơn cái sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng đến từ thương hiệu của mình. Vâng, và cảm ơn hai khách mời đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, qua chia sẻ vừa rồi của hai khách mời, chắc hẳn quý vị đã hiểu hơn về thực phẩm ngũ cốc dinh dưỡng, đồng thời có cái nhìn rõ hơn về việc lựa chọn cũng như là sử dụng đúng cách cái sản phẩm này. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Tiêu dùng 24/7. Thân ái, chào tạm biệt.